Hội thao Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2022 vừa chính thức khởi tranh tại trung tâm thành phố Mỹ Bình Dương với môn thi đấu đầu tiên là bóng đá. Hội thao Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2022 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm ngày thành lập Đảng bộ khối 17 tháng 6 năm 2019, 17 tháng 6 năm 2022 đồng thời tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện thể thao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong lần đầu tiên được tổ chức, hội thao thu hút sự tham gia tranh tài của 1.000 vận động viên đến từ 85 cơ sở đảng và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6, hội thao được tổ chức 3 môn thể thao gồm bóng đá mini nam 5 người, quần vợt và kéo co. Trong đó, môn bóng đá diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến 5 tháng 6, 32 đội được chia thành 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để xác định hai đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng trong. Môn kéo co với 28 đội tham gia sẽ khởi tranh vào ngày 5 tháng 6, còn môn quần vợt sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6.